năm công ty là dự kiến là đến năm 2016 là tham gia thương mại điện tử, là đi vào xuất đi vào sản xuất, mà đi vào sản xuất thì bắt buộc là mình phải xuất khẩu. Vâng. Cái mặt hàng của bên em bắt buộc mình phải xuất khẩu, và 2015 đã lập đơn hàng Alibaba rất hoành tráng, đúng không ạ? Từ 2015 đến 2017 đấy là anh bên em là một anh phụ trách, anh không làm gì hết. Anh ấy mua đất về, sau đó anh cho trồng cỏ lên luôn. Để các đại lý Alibaba, các bạn thì rất là nhiệt tình ạ. Cứ ngày nào cũng gọi điện, anh ơi anh đi học đi, anh ơi anh đăng bài đi, anh ơi làm mini site đi, em hỗ trợ cho. Nhiều anh không làm gì hết ạ. Vâng. Và đến năm em bảo là mình không thể kéo dài như vậy được, mình không phải là mình lãng phí biết bao nhiêu cơ hội của mình. Hàng thì mình sản xuất hơn đấy rồi ạ, mình không thể làm thế được. Mà đưa đây em làm. Cái này em bắt buộc phải làm, bởi vì đây không phải là câu chuyện có làm hay không. Mà cái gì mà chúng ta bắt buộc phải làm thì chúng ta tập trung vào chúng ta làm sớm nhất có thể. Chứ chúng ta đang lãng phí thời gian và cơ hội của tất cả mọi người, không phải của mình chủ doanh nghiệp, mà còn của bao nhiêu anh chị em công nhân ạ. Và bắt đầu em 2018, đầu năm 2018 bắt đầu em đi vào, bắt đầu em đi học các cái lớp Alibaba, rồi đại lý của Alibaba. Em đi học lớp nào em cũng đi học, từ cơ bản đến nâng cao. Và tự mình em làm hết ạ, cho đến từ 2018, 2019, 2020. 3 năm này là sàn thương mại điện tử là chỉ có một mình em vận hành. Ngoài ra thì em cũng phải làm rất nhiều các công việc khác nữa. Đó, thế nên là em, đấy là những cái bài học xương máu của em hay của Yến Phi, là cho doanh nghiệp thì cũng muốn chia sẻ ở đây để anh chị em doanh nghiệp chúng ta làm thương mại điện tử thì chúng ta không mắc phải những cái lỗi như thế để lãng phí thời gian như vậy. Khi mà thì thứ nhất ấy, thì là em có một số các kinh nghiệm, là thứ nhất là cái quan trọng nhất của thương mại điện tử ban đầu này khi là thì nó là nhân sự. Nhân sự là cái cốt lõi, nhân sự là cái cầu nối giữa doanh nghiệp và cái nhu cầu khách hàng. Và sao để sao cho tìm được cái điểm chung giữa cái nhu cầu khách hàng và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Đó, thì em thấy nhân sự là quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì là bên em tuyển chọn nhân sự thì là quan trọng nhất là những cái vấn đề tố chất có hợp với cái công việc kinh doanh, rồi là xuất khẩu quốc tế. Có phải là người nhanh nhạy để học các cái công nghệ đấy không? Chứ không rồi là những cái kỹ năng khác thì đều có thể đào tạo được. Đó, nên là cái tố chất là cái quan trọng. Chứ với cả ngoại ngữ thì là cũng không cần phải là quá là giỏi ngoại ngữ, học chuyên ngành ngoại ngữ ra. Em không phải chuyên ngành tiếng Anh. Đó, nhưng mà chúng ta học qua công việc chỉ cần tiếng Anh cơ bản thôi. Đó, và cái thứ hai nữa đó là nhân sự, đó là phải là cái thứ hai nữa, chúng ta phải đặt mục tiêu cho công việc của chúng ta. Và bên em đặt mục tiêu theo cái gọi là mục tiêu SMART. Mục tiêu nó phải định lượng được, nó phải có thời gian và nó phải khả thi. Đó, và bên em cứ chia nhỏ những cái mục tiêu ra. Vâng, chia nhỏ những cái mục tiêu, ví dụ như trong 3 tháng này mình sẽ làm gì. 3 tháng này thì là sẽ phải có được một khách hàng chẳng hạn của thị trường nào. Và muốn làm như vậy thì chúng ta phải gian hàng của chúng ta phải 3 sao chẳng hạn. Mà muốn gian hàng của 3 sao thì chúng ta phải có được đáp ứng được 5 tiêu chí. Ví dụ như là một tháng chúng ta phải đăng được bao nhiêu bài. Một tháng đăng được, ví dụ một tháng chúng ta cần đăng 200 bài thì một ngày chúng ta đăng bao nhiêu bài. Đó, thế rồi là chúng ta phải trả lời khách hàng. Ví dụ như nếu mà Alibaba đánh giá tỷ lệ phản hồi khách hàng là trong vòng 24 giờ thì bên em yêu cầu 5 phút phải trả lời. 5 phút phải trả lời khách hàng, bởi lúc đấy là khách hàng của chúng ta họ ở khắp nơi giới và có chênh lệch về múi giờ. Cái thứ hai nữa là cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, và khách hàng mà thấy mình trả lời luôn rồi mình giao tiếp thường xuyên với khách hàng thì mình sẽ giữ chân được khách hàng. Và cái đó thì là có dẫn đến một cái thứ ba nữa, đó là phải thay đổi cả cái tư duy chuyển đổi số, là tiếp cận khách hàng, không phải là gọi điện thoại cho khách hàng các thứ nữa, mà là tiếp cận khách hàng một cách rất là chủ động. Và nên em còn thay đổi cả cái tư duy quy trình. Khách hàng họ không có thời gian họ chờ là phòng nọ, phòng ban nọ kia các thứ để duyệt báo giá mấy ngày mới xong cái báo giá. Đó, sau đó thì đến giờ báo giá thì khách hàng đi ngủ mất rồi. Đúng không? Và nên em là làm báo giá các thứ tự động luôn. Nhân viên kinh doanh chỉ cần nhập thông số vào là có báo giá báo cho khách hàng luôn, hoàn toàn là trao cái quyền chủ động đấy cho nhân viên kinh doanh. Đó, và có những cái thay đổi ạ. Và cái một cái nữa là cái xương máu như bên em vừa nói, đó là phải đầu tư tài nguyên. Tài nguyên là gì? Lúc nãy em nói về nhân sự, về cái còn cái hai cái nữa đó là về thời gian và hình ảnh. Chúng ta xây dựng nên một hình ảnh, đúng không? Chúng ta xây dựng nên một hình ảnh thì phải đầu tư vào quay những cái video clip, rồi về nhà xưởng, về sản phẩm. Và cái nữa là có những cái kế hoạch kinh doanh ạ.
Đây là chúng ta đi con đường dài thì phải có những cái kế hoạch dài hạn 5 năm, 10 năm. 10 năm như kiểu là em hay đùa là chúng ta từ đường làng chúng ta ra cao tốc ấy, chúng ta phải độ con xe của chúng ta để có thể quy được với tốc độ nhanh ấy. Đó, thì là lúc này ấy, thì là vừa làm bắt đầu vừa học, bởi vì em cũng không biết là khách hàng họ cần, khi mà mình mới làm em không biết là bây giờ xuất hàng sang Nhật Bản là phải cần những cái chứng chỉ sản phẩm gì, rồi là chứng chỉ hệ thống chất lượng như nào, rồi có một những cái doanh nghiệp lớn họ còn yêu cầu cả chứng chỉ xã hội, trách nhiệm xã hội nữa. Đó, thì lúc đấy thì chúng ta bây giờ chúng ta phải tìm hiểu là rõ là đi từng thị trường, ví dụ như là bên em làm bao bì chẳng hạn thì xuất sang Mỹ là liên quan đến sức khỏe con người thì phải có chứng chỉ FDA cho sản phẩm. Thế rồi các doanh nghiệp thì sẽ yêu cầu là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Đó. Và chúng ta cũng không phải là khách hàng yêu cầu thế là bắt đầu chúng ta bắt đầu nai dưng ra chúng ta làm, mà chúng ta tùy theo cái khả năng, năng lực tài chính của chúng ta như thế nào để cho chúng ta đáp ứng, để chúng ta định vị. Vậy thì sản phẩm của chúng ta chưa đáp ứng được nhu cầu đấy thì chúng ta đi cái sản phẩm thị trường nó thấp hơn. Ví dụ như sản phẩm thị trường châu Á chẳng hạn, các nước như là Thái Lan, Malaysia thì là họ sẽ không cần những cái, không có yêu cầu quá khắt khe. Đó thì sản phẩm của mình cũng qua được. Tuy nhiên thì em cũng từ đó, nhưng mà mình định vị thị trường của mình phải vào Mỹ thì từ đó mình có những cái sự chuẩn bị làm cho cái hệ thống quản lý chất lượng của mình. Xây dựng là cái phải có cái chứng chỉ cho hệ thống quản lý chất lượng của mình đạt tiêu chuẩn ISO. Thế rồi là sản phẩm của mình phải là FDA, bởi vì mình năm nay mình làm thị trường này nhưng năm sau mình phải làm thị trường nó tốt hơn và nó tiềm năng hơn. Đó. Và trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp như vậy thì Alibaba cũng hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều. Vì và em rất là đánh giá cao cái sự chuyên nghiệp của các bạn về chăm sóc khách hàng của Alibaba.com, hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt, bởi vì trong quá trình vận hành Alibaba là một cái hệ sinh thái, là một cái nền tảng rất là lớn và các cái tính năng thường xuyên được cập nhật. Nên là đôi lúc em bây giờ cứ thỉnh thoảng cũng phải đi học ạ. Đi học bởi vì thỉnh thoảng lại ra một cái tính năng mới. Đó, thì là mình cũng cứ phải đi học. Và Alibaba là có hỗ trợ về cả vấn đề đào tạo, thế rồi là review, giúp review cái gian hàng xem là có những cái chỉ số nào cần phải cải thiện để hoạt động cho hiệu quả tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Rồi là từ những cái nhỏ nhất, cầm tay chỉ việc là Alibaba các thứ đều là hướng dẫn cho doanh nghiệp. Chứ ban đầu bọn em cũng không có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà được cái là cũng to gan. Thế là cứ đi thôi, không sợ gì. Thế là cứ đi thôi, đi đến đâu thì thiếu đến đâu ta học đến đấy. Vâng, thật sự là tôi rất thích cái từ to gan của chị. Vâng ạ, bởi vì mình làm cái gì, thứ nhất là mình đừng ngại khó. Cái thứ hai nữa là hãy mạnh dạn lên để biết được là cái sức của chúng ta đến đâu. Và quan trọng hơn là chúng tôi rất là tin là với một cái người bạn đồng hành mà vừa thân thiết, vừa tin tưởng và vừa hiểu nhau như vậy thì chắc chắn là hiệu quả công việc sẽ rất là cao ạ. Giống như là chị Yến cũng có nói là những cái tính năng, những cái công cụ của Alibaba.com thì cập nhật thường xuyên. Thế thì trong 7 năm qua gắn bó thì chị đánh giá là những tính năng, những công cụ nào trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com mà hỗ trợ được doanh nghiệp của mình rất là hữu hiệu trong việc phát triển về mảng kinh doanh ạ? Nếu nói về tính năng công cụ Alibaba ấy, thì cái đầu tiên là em muốn nói đến đây là cái tính năng về phân tích từ khóa. Đó. Ví dụ, qua cái tính năng phân tích từ khóa đấy chúng ta có thể, bởi vì ví dụ như ở đây cùng một sản phẩm nhé, chúng ta dùng một từ khác đó, nhưng mà chưa chắc cái thị trường châu Âu họ cũng dùng cái từ đấy, rồi thị trường châu Mỹ họ cũng dùng cái từ đấy. Ví dụ như là bên em là có một cái từ khóa, ví dụ như là từ túi nhôm chẳng hạn đó, nhưng mà thị trường Mỹ họ lại dùng từ là Mylar bag đó, là xong rồi thị trường châu Âu họ lại dùng là túi ngăn ẩm đó, các thứ đấy. Thì là cái tính năng đấy là phân tích cho chúng ta từng thị trường một là sẽ sử dụng những cái từ khóa như nào để chúng ta tiếp cận được khách hàng. Cái thứ hai rồi là hot search, là chúng ta có thể biết là những cái khu vực nào là họ sẽ quan tâm nhiều đến những cái thị trường gì, những cái từ khóa các thứ như nào. Đó, cái tính năng thứ hai của Alibaba mà đặc biệt em thấy nó rất là hữu hiệu trong mùa dịch đấy là tính năng livestream trade show và livestream, bởi vì chúng ta không thể tham gia được những cái hội chợ hay là có thể tiếp xúc tiếp cận được khách hàng, gặp khách hàng trực tiếp hay là như thế nào, thì đó là những cái để tiếp cận được khách hàng, tăng được cái traffic đến với cả gian hàng của mình. Và cái thứ hai nữa là có thể tăng được cái lòng tin của khách hàng đối với cả doanh nghiệp và tiếp cận được cùng một lúc tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.
Vâng ạ, cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Với những chia sẻ như vậy thì mình thấy là mỗi cái công cụ đều có những cái chức năng riêng của nó. Và trong từng giai đoạn thì những công cụ đó sẽ phù hợp cho chúng ta để phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi muốn trở lại với chị Phi, đó là qua 3 năm gắn bó với lại Alibaba.com thì chị có thể chia sẻ là kinh nghiệm của mình như thế nào để mình sử dụng những công cụ trên Alibaba.com một cách hữu hiệu để đưa được hàng hóa của mình sang thị trường châu Á rồi châu Âu như chị vừa chia sẻ, và mình có thể tận dụng được hết những cái tính năng mà gọi là đối tác của mình, nhà cung cấp của mình đã hết lòng hết sức để sáng tạo ra. Như chị Yến là sẽ có tâm đắc nhất là hai cái phương thức trên Alibaba, em thì lại khoác hoàn toàn chị. Mỗi một doanh nghiệp sẽ có một cái tư duy riêng. Riêng về em thì em lại không có xài phân tích từ khóa nhiều lắm. Tại vì sản phẩm của em thì Mango thì là Mango thôi chứ đâu có cái tên nào khác. Cho nên là em lại không sử dụng nhiều. Mà em sẽ đánh tập trung, và em cũng không có phải là một bạn rất là hot để có thể live stream. Và hoàn toàn hai tính năng đó em không dùng tới. Em lại dùng cái khác, và em dùng cái đó là RFQ cũng như là tận dụng tuyệt đối cái inquiry. RFQ tức là mình sẽ tìm kiếm những cái đơn hàng phù hợp với mình, nhưng mà nó có một cái hạn chế, đó là mình chỉ được miễn phí cho giới hạn cho phép. Còn inquiry tức là mình phải tập trung vào cái gian hàng về sản phẩm, về hình ảnh, về tất cả để mình thu hút khách hàng về đến mình qua inquiry. Thay vì một tháng mình chỉ nhận được, mình chỉ gửi được khoảng 20 đến 30 cái báo giá miễn phí, thì một tháng mình sẽ tập trung vào mình cải tiến như thế nào đó, mình nhận được 100, 200, 300, 400, 500, có thể 1.000 cái inquiry miễn phí. Cái đó nó quan trọng hơn. Và doanh nghiệp em cũng không sử dụng chiến thuật về quảng cáo, marketing. Nhưng mà em marketing riêng về những cái sản phẩm của mình, thì mình tập trung vào sản phẩm theo mùa vụ. Và mình sẽ theo sát, giống như em nói nôm na cái vải thiều. Đấy, cái vải thiều thì sắp đến mùa, thì mình sẽ gọi là một cái từ dân dã với miền Tây, em rồi ăn theo, và em ăn theo cục xúc tiến. Em sẽ đi theo họ, tại vì sẽ đến thời điểm đó họ sẽ có những cái chương trình xúc tiến cho những cái sản phẩm mình. Và để làm gì? Nó để tăng lên cái độ uy tín cho cái sản phẩm ở Việt Nam. Và mình rất là tự tin thì mình bán sản phẩm Việt Nam, và mình rất tự tin. Và ở phía sau đó, nhà nước mình đã hỗ trợ rất là nhiều, thì mình cứ đi theo họ và mình sẽ có được cái hướng đi riêng. Tùy vào từng doanh nghiệp, có thể là em không đánh vào những cái doanh nghiệp mà có sản lượng lớn như Trung Quốc, thì em sẽ đi những sản lượng nhỏ hơn, có thể là Singapore, có thể là Malaysia, thì mình sẽ xúc tiến từ từ. Thì mình còn phải xem là năng lực của doanh nghiệp mình như thế nào nữa, và vị trí địa lý. Vì cái vải thì nó nằm ở ngoài miền Bắc, còn mình thì nằm ở trong miền Nam. Để mà mình kiểm soát được những cái vấn đề phát sinh ở ngoài đó thì hoàn toàn nó rất là khó. Và cái thời điểm 2021 á, cũng bon chen. Nhưng mà mình lại không ra ngoài đó được, và dẫn đến trường hợp rất là khó khăn. Và mình phải quản lý như thế nào? Thế nên mình phải nhờ một đơn vị ở ngoài đó. Có thể là họ cũng là đối thủ cạnh tranh của mình, họ cũng là người bán, họ cũng là nhà bán hàng, mình cũng là nhà bán hàng, nhưng họ rất là hỗ trợ mình, để hỗ trợ mình cho cách để mình hướng dẫn mình đi như thế nào, làm như thế nào. Và đó là một cái mà em đánh giá rất là cao đối với con người Việt Nam. Tức là họ, khi mà mình làm về cái nghề nông á, mình mới hiểu được những cái người mà họ kinh doanh về nông sản giống như em thì họ cũng chân chất. Và ở đây cũng có một anh là cũng làm nghề giống em luôn, và anh hỗ trợ em rất nhiều, từ ngoài đầu, ngoài Hà Nội và ngoài miền Bắc. Nói chung là đi với nhau là mình đi, muốn đi xa thì phải đi chung, còn muốn đi gần là đi một mình thôi. Dạ, em xin hết ạ. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay cho hai nữ doanh nhân của chúng ta. Hai người nữ thật sự là rất là can đảm, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng là rất là khéo léo trong kinh doanh. Tôi không nghĩ là chị Yến Phi sử dụng là mình đi theo đâu, mà đó là sự kết nối. Đó là sự kết nối giữa những cái đối tác với nhau, những cái người mà chúng ta hướng đến cùng một cái lợi ích chung vì cái sự phát triển của nền kinh tế chúng ta.
Và vừa qua thì qua chia sẻ của hai chị thì tôi có nghe được một số từ rất là mới, bởi vì tôi cũng không biết nhiều về thương mại điện tử, nhưng hôm nay được biết về hot search, về livestream, về inquiry, là những cái công cụ, những cái tính năng trên Alibaba.com mà thời gian qua đã phát huy hiệu quả đối với cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Thì không biết là ngày hôm nay thì anh Tùng có chia sẻ gì thêm về những công cụ, những tính năng mới của sàn mình trong năm 2022 để có thể mà hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì trước khi đi vào cái công cụ á, thì chắc là có gửi lời cho chị Phi là chị mà đi bán bưởi á, là nó có hai từ đấy nha. Không phải, nó sẽ là grapefruit rồi sau đó là pomelo rồi đó. Nên thấy là nên dùng tất cả các công cụ của Alibaba.com. Nhưng mà đùa là một chuyện. Thực sự ra là đối với lại là sàn thương mại điện tử thì chúng tôi ghi nhận được hết tất cả những cái nhu cầu đấy. Bởi vì thực sự ra là qua 20 năm làm xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử và xuyên biên giới, thì những câu chuyện này có lẽ là sẽ có nhiều khía cạnh mới. Tuy nhiên là về cái bản chất của nó thì nó sẽ đâu đó nó có một cái phần chung của nó là như vậy. Vì vậy ấy, nên thấy là nó xuất phát từ cái nhu cầu của các doanh nghiệp thôi. Tôi muốn được tìm tới, tôi muốn được liên hệ, tôi muốn được nổi bật. Thì cụ thể hơn là trong năm 2022 này, tôi lấy một cái từ khóa đó là từ lòng tin thôi. Bởi vì lúc nãy chị Yến cũng có chia sẻ về lòng tin, làm thế nào để xây dựng được cái lòng tin của khách hàng, làm thế nào để có thể gọi là xây dựng được cái chuyện đấy và làm thế nào để duy trì được cái đó. Nhất là trong cái tình trạng đại dịch COVID đang diễn ra thì đứt gãy chuỗi cung ứng về vấn đề sản xuất chúng ta cũng bị gián đoạn. Thì đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ là nổi bật nhất trong năm 2022 này là Alibaba.com đưa ra một cái gói thành viên mới được nâng cấp. Nó chính là gói thành viên Verify. Bởi vì tôi, đối với tư cách là sàn thương mại điện tử, chúng tôi muốn xây dựng đặc biệt cho thị trường Việt Nam cái thương hiệu, cái hình ảnh, cái tinh hoa sản phẩm của Việt Nam đến tay người thế giới, đến tay cái người mua hàng ở khắp nơi. Thì để mà làm được chuyện đó, cái đầu tiên là họ phải có lòng tin đối với sản phẩm của Việt Nam, với người bán hàng Việt Nam. Thì Alibaba sẽ hỗ trợ được những chuyện gì? Alibaba sẽ hỗ trợ được về mặt tính năng, về mặt công cụ, chẳng hạn như là, và quan trọng nhất là những hoạt động. Những hoạt động như là hoạt động ngày hôm nay chúng ta đang có ở đây. Làm thế nào để cho câu chuyện của chị Yến, câu chuyện của chị Phi, câu chuyện của rất nhiều những anh chị khác, những doanh nghiệp khác có thể chia sẻ được cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, để chúng ta mạnh dạn hơn trong cái việc là bước đi những bước đầu tiên trong cái việc là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn và tiêu ít tiền đi. Nó đùa chuyển đổi số là như thế. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là chúng tôi tạo ra gian hàng Việt Nam, gian hàng quốc gia. Đó là cái không gian hàng hóa. Và tôi mong muốn rằng với cái gọi là cái không gian như vậy thì các sản phẩm Việt Nam sẽ được tìm, sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể quy tụ lại, chúng ta tích tiểu thành đại, chúng ta tạo được một cái tiếng vang trên thị trường thế giới. Và bản thân đối với nội bộ trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com thì cái đấy cũng như là một cái nơi để quy tụ lượng traffic, quy tụ những cái gọi là lượng người mua, những cái chương trình bán, chương trình mua đổ vào trong đấy, và chúng ta sẽ có được, quan trọng nhất là chúng ta phải được tìm thấy. Thì đó là, đấy là nơi để mà tìm thấy sản phẩm đó. Vì vậy nên thấy là tôi nghĩ trong chương trình ngày hôm nay á, từ lòng tin được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và tôi cũng gọi là xin kết thúc cái phần trình bày của mình bằng cái câu chuyện là có rất là nhiều cách để xây dựng lòng tin trên sàn thương mại điện tử. Và đối với lại là tư cách của một doanh nghiệp, chúng ta có rất nhiều công cụ để chúng ta chia sẻ, và chúng ta phải sử dụng các công cụ đó một cách khéo léo, một cách hiệu quả và uyển chuyển nhất theo đúng cái yêu cầu hoàn cảnh cũng như là cái năng lực hiện tại của công ty mình. Có thể là 9 tháng, có thể là 3 năm, tuy nhiên có thể là 1 tháng, có thể là 1 tuần. Có câu chuyện này rất còn dài, và Alibaba.com thì lúc nào cũng muốn là đồng hành trên cái con đường đó, và để cho doanh nghiệp từ cái lúc thai nghén cái ý tưởng là tôi muốn kinh doanh trực tuyến đến lúc mà ra được đứa con tinh thần là trên gian hàng thương mại điện tử đấy ạ. Cái quá trình đấy ngắn nhất bởi vì gọi là kinh nghiệm xương máu của hai nữ doanh nhân ngồi đây đã rất là nhiều rồi, và câu chuyện đấy sẽ được kể lại để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác của Việt Nam, khi chúng ta tiếp tục lên cái con đường này thì chúng ta sẽ rút ngắn được giai đoạn. Và để rút ngắn được giai đoạn thì đấy, như tôi có chia sẻ phía trước, năm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều các công cụ mới, và đặc biệt đối với thị trường Việt Nam, đây là thị trường chúng tôi đánh giá rất cao trong việc là dịch chuyển cái chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như là việc chính phủ đã
rất là nỗ lực và đưa ra các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để có thể mang sản phẩm Việt Nam ra thế giới, làm thấp hơn những cái rào cản về mặt thương mại và đưa ra những cái hệ sinh thái số, những cái công cụ để gọi là làm chuẩn hóa cái rào cản về mặt kỹ thuật cho hàng hóa của Việt Nam ra thế giới. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho các doanh nghiệp Việt Nam, và chúng ta phải tận dụng đấy. Cái thời gian đó là không dành cho bất cứ ai. Cũng như chị Yến Phi nói là cái thời gian đấy là chúng ta lãng phí rất là nhiều cơ hội trước kia. Thì đến thời điểm này với những công cụ như thế, với những cái hỗ trợ từ bên sàn thương mại điện tử, từ những chia sẻ những cái kinh nghiệm của những người đã và đang và vẫn tiếp tục chiến đấu ở trên sàn và của các cơ quan phòng ban chính phủ, thì chúng ta không có lý do gì chúng ta không thành công. Và cái chúng ta cần là cái sự cam kết thôi. Cam kết đối với công ty của mình chứ không phải là cam kết với sàn thương mại điện tử. Cam kết với công ty của mình là chúng ta phải thành công và chúng ta phải đầu tư thời gian, con người và nỗ lực để chúng ta có thể gọi là nắm bắt được cái nền kinh tế số này. Vâng ạ, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ là quý vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng là cái cam kết lớn nhất của chúng ta khi mà chúng ta hợp tác với nhau đó là cùng nhau xây dựng lòng tin. Lòng tin thì không chỉ trong thương mại mà trong cuộc sống của chúng ta, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng rất là cần. Khi mà có lòng tin, đặc biệt là trong thương mại, ví dụ như là mình lên gian hàng quốc gia mình vừa mới khai trương ngày hôm nay ha, thì khi mà có lòng tin rồi thì Phương Thảo không phải cần nhìn tận mắt, không cần sờ tận tay, không cần ngửi, nhưng mà vẫn biết là mango xoài của chị Phi rất là ngon và biết là bao bì của chị Yến thì rất là bền đẹp và hợp chất lượng, đúng không ạ? Đó là những điều mà tất cả chúng ta sẽ cùng phấn đấu trong thời gian tới đây để cùng nhau phát triển. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của hai nữ doanh nhân của chúng ta ngày hôm nay cũng đã trở thành một cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều những doanh nghiệp có mặt ở đây ngày hôm nay, và cũng là gợi lên rất là nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà quý vị doanh nghiệp có thể cùng chia sẻ, cũng như là mong muốn là các vị khách mời của chúng ta sẽ giải đáp trong một cái buổi rất là hiếm có khi mà chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay ạ. Và xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay thì chương trình vẫn tiếp tục là để một cái QR code trên góc màn hình để quý vị doanh nghiệp đang theo dõi livestream thì có thể gửi những cái câu hỏi, những thắc mắc của mình đến những vị diễn giả, những khách mời trong chương trình hôm nay để chúng tôi có thể tổng hợp và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho quý vị thông qua các nền tảng. Và bây giờ thì để tiếp tục với cái phần hỏi đáp, giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp, thì chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ cùng lên sân khấu để tham gia vào phần hỏi đáp với các doanh nghiệp. Xin kính mời bà. Vâng, kính thưa quý vị, thời gian đầu tiên thì chắc là chúng tôi xin phép được dành cho những doanh nghiệp đang có mặt ở đây trong hội nghị ngày hôm nay. Thì qua những phần trao đổi vừa rồi và rất là nhiều những thông tin cũng như là những câu chuyện thú vị mà chúng ta vừa nghe, thì xin phép hỏi là các doanh nghiệp chúng ta có những câu hỏi, thắc mắc gì có thể gửi đến cho các vị diễn giả, các vị khách mời ở đây ngày hôm nay, thì quý vị vui lòng giơ tay và chúng tôi có bộ phận kỹ thuật sẽ đến đưa micro để chúng ta có thể trực tiếp giao lưu với các vị diễn giả, các khách mời ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thể gửi qua QR code của chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin cũng như là những câu hỏi từ quý vị. Trong thời gian chờ đợi và chúng ta cùng suy nghĩ thì chúng tôi cũng xin phép được đọc một số câu hỏi mà đã tổng hợp qua hệ thống từ đầu buổi chương trình cho đến bây giờ. Dạ. Xin câu hỏi đầu tiên là về các tiêu chí, điều kiện doanh nghiệp cần có để được verify supplier. Câu hỏi từ anh Viễn, công ty Hưng Phát Lợi. Chắc là anh Tùng giải thích giúp em một tí verify supplier. Vâng, cái tích xanh đấy ạ. Vâng, vâng. Nói chung là cái đấy thì hiện tại là cho thị trường Việt Nam thì chúng tôi đang triển khai là cho các nhà sản xuất có nhà xưởng, có năng lực, có cơ sở sản xuất. Và cái thứ hai là cái đã có cái gọi là gói thành viên 3 sao ở trên sàn. Thì có nghĩa là bởi vì sao? Verify supplier có nghĩa là được chứng nhận bởi Alibaba.com, và giống như kiểu cái định danh điện tử đấy thì sẽ là những người được
mang tính chất là có cái năng lực sản xuất, có năng lực về dịch vụ, năng lực về chuỗi cung ứng, thậm chí là cả năng lực về R&D là phát triển sản phẩm nữa. Thì cái đấy sẽ là cái quan trọng nhất để chúng ta có thể làm được trở thành Verified Supplier và có tiêu chuẩn là 3 sao. 3 sao có nghĩa là chúng ta trả lời cái đơn hàng nhanh nhất có thể trong vòng thời gian 8 tiếng và cái tỷ lệ là nó sẽ cao hơn là hơn 90% đấy ạ. Và sau đó là chúng ta phải đăng tải nhiều sản phẩm hơn và chúng ta phải phản hồi nhanh chóng, như là chị Yến Phi có chia sẻ là chị còn làm hơn mọi người nữa, trả lời trong 5 phút thôi chứ không phải trong 8 tiếng đồng hồ. Đó. Và cuối cùng thì thực ra là một cái quá trình rất là dễ là chúng ta chuẩn bị các giấy tờ còn lại về cái vận hành của cái nhà máy của mình, về cái gọi là cái xưởng sản xuất, cũng như là chuẩn bị các hình ảnh về về video nhà xưởng để chúng ta có thể trở thành Verified Supplier. Thì cái đấy là sẽ là cái lợi thế về việc gọi là lòng tin, cũng như là cái làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận. Và thực sự ra là trong chương trình ngày hôm nay thì qua điện thoại của tôi lúc nãy, từ nãy đến giờ ấy, thì có khá nhiều doanh nghiệp hỏi về cái gói này, cũng như là những cái gói sản phẩm khác của Alibaba.com. Thì tôi nghĩ là trong cái khuôn khổ giới thiệu ngày hôm nay ấy, các anh chị hãy liên hệ với lại là các đại lý của Alibaba.com cũng như là nhân viên của Alibaba để chúng ta có thể gọi là chúng tôi có thể tư vấn một chi tiết hơn. Bởi vì như các anh chị thấy ấy, là mỗi công ty sẽ có một cái hoàn cảnh rất là cụ thể, một cái thị trường, một cái sản phẩm định hướng, và không có giống ai là ai cả, mỗi cái ca đều là một ca riêng biệt. Nhưng cái thành công là thành công chung. Thành công là thế nào là để chuyển đổi số và làm thế nào để xuất khẩu được. Thì cái đấy là tôi nghĩ là để các đội ngũ của Alibaba.com tư vấn thì sẽ rất là chi tiết và có một cái kế hoạch kinh doanh lên trên sàn thương mại điện tử cụ thể luôn. À, tôi thấy là kết nối với lại nội dung mà anh Tùng vừa chia sẻ thì hình như là chị Thúy cũng đã nhận được câu hỏi đúng không ạ? À, xin mời chị Thúy sẽ giúp Phương Thảo trả lời cái câu hỏi mà khán giả và doanh nghiệp vừa gửi lên ạ. Dạ vâng, tôi có nhận được 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là điều kiện để tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Và câu hỏi thứ hai là chị nói rõ hơn về đối tượng có thể tham gia vào dự án chính sách xuất khẩu do Thụy Sĩ tài trợ và khi nào thì dự án triển khai. Và tôi cũng có nhận được một câu hỏi thứ ba nữa, nhắn riêng vào điện thoại, là nếu mà tham gia vào sàn Alibaba thì phải trả hoặc là chuẩn bị những cái gì, thì cái này chắc là anh Tùng sẽ trả lời giúp tôi câu này. Dạ vâng, tôi xin phép là trả lời câu hỏi thứ nhất là điều kiện để tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Thì xin thưa với quý vị đại biểu là trong thời gian tới thì phía Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương của chúng tôi sẽ phát triển cái quy chế, tức là cái quy chế để tham gia vào cái hệ sinh thái xúc tiến thương mại số này, và sẽ sớm ban hành một số những cái tiêu chí cơ bản để chúng ta có thể tham gia vào đây một cách thực sự là hiệu quả. Và cái đối tượng, những cái tiêu chí đó thì thực ra những cái tiêu chí đó là không phải để làm khó cho tất cả mọi người. Những cái tiêu chí này để đảm bảo rằng, ví dụ chẳng hạn, sẽ phân loại đối tượng. Nếu mà doanh nghiệp xuất khẩu thì một số tiêu chí cơ bản là chắc chắn là phải có. Thứ nhất là một số những cái mà chúng tôi sẽ phân loại, ví dụ như là xuất khẩu thì chắc chắn là một có ngoại ngữ rồi. Đấy, ví dụ chẳng hạn những cái tiêu chí cơ bản như vậy. Hoặc là lên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số này thì chắc chắn là các anh chị phải khai báo về mã số thuế chẳng hạn. Đấy là những cái tiêu chí rất là cơ bản. Thì cái bộ tiêu chí này thì một số những tiêu chí cơ bản này thì chúng tôi cũng sẽ ban hành khi mà chúng tôi sẽ có cái quy chế làm thế nào để cho các đối tượng khi tham gia vào hệ sinh thái này của chúng ta sẽ có được những cái nền tảng, những căn cứ để chúng ta tiến hành hoạt động ở trên này thực sự một cách thuận lợi. Thế còn các đối tượng để tham gia vào dự án chính sách xuất khẩu do Thụy Sĩ tài trợ thì tôi xin phép được thông tin là đối tượng hưởng lợi thì chúng ta có 2 đối tượng hưởng lợi. Thứ nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tôi cũng nói luôn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn ngành hàng thì tôi xin phép, vừa nãy tôi cũng thông báo rồi, là về phía ngành hàng thì phía Cục Xúc tiến Thương mại đang tham vấn các nhóm cố vấn chương trình và đặc biệt là một số những các cái chiến lược về xuất nhập khẩu quốc gia để chúng tôi sẽ tiến hành để cân nhắc để đưa các ngành hàng có tiềm năng vào trong cái dự án này. Đối tượng cơ bản thứ hai chính là các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại. Các tổ chức xúc tiến thương mại bao gồm các tổ chức của nhà nước, bao gồm các tổ chức phi chính phủ và bao gồm các tổ chức tư nhân nữa. Thì đây, cái dự án của chúng tôi nó có một cái điểm mới là mở ra cho các tổ chức tư nhân nữa, với cái điều kiện là những cái sáng kiến của chúng ta phải tập trung vào xây dựng cái hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu và phục vụ đông đảo cộng đồng doanh nghiệp ở khu vực hoặc là phạm vi toàn quốc. Đấy là một trong những các cái thông tin mà tôi xin phép được trả lời rất là ngắn gọn. Vâng ạ. Thế ngoài ra thì có một câu hỏi cũng đến từ ở Vĩnh Long nữa ạ. Vâng, anh nhắn tin anh cũng hỏi luôn là nếu tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số này thì chúng tôi có phải nộp tiền không?
Đấy thì xin thưa là ngay từ đầu chúng tôi cũng đã nói ngay từ đầu rồi là những cái nền tảng số này là chính phủ phát triển để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại của chúng ta có môi trường để chúng ta hoạt động triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp của chúng ta xúc tiến sản phẩm một cách có hiệu quả. Chắc chắn trong thời gian đầu là tất cả chúng ta được hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên những dịch vụ của các đối tác của chúng ta khi tham gia vào hệ sinh thái này thì sẽ có những các cái thỏa thuận cụ thể và có những cái gọi là cái ghi nhớ cụ thể đối với Cục Xúc Tiến Thương mại khi cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp. Thì những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng sẽ dần dần chúng tôi sẽ thông tin một cách rất cụ thể, minh bạch để cho các doanh nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta lên được cái sân chơi này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng đây thực sự là một cái sân chơi của chúng ta. Tôi xin phép được trả lời những câu hỏi như vậy ạ. Anh chị nào mà cảm thấy có thêm câu hỏi nữa thì cũng cứ thoải mái ạ. Dạ vâng. Từ phía khán phòng của mình thì có doanh nghiệp nào có câu hỏi đặt cho chị Thúy hoặc là bên Alibaba.com thì quý vị vui lòng giơ tay và chúng tôi sẽ đến đưa micro. Dạ, em đã thấy một anh màu xanh, nhờ các bạn kỹ thuật mặc áo xanh, bạn có thể đưa micro cho anh và anh có thể trực tiếp đặt câu hỏi với các diễn giả tham gia chương trình ạ. Alo. Xin chào các diễn giả, em tên là Đăng Khoa, em đến từ công ty Visco. Thì trên cái nền tảng Alibaba thì em cũng được trải nghiệm nhiều và được sử dụng trong cái việc thúc đẩy cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Thì trong cái quá trình sử dụng vừa rồi á, thì em có trên cái nền tảng Alibaba thì em thấy trên thị trường Trung Quốc đã cho một cái campaign về VR cho cái sự kiện trong cái thời cái Covid vừa rồi. Nhưng mà trong cái quá trình vừa rồi thì Việt Nam vẫn chưa được trải nghiệm. Thì em không biết là khi nào trên thị trường Việt Nam có thể ứng dụng những cái campaign VR tour giống như thị trường Trung Quốc. Đó là cái câu hỏi của em. Dạ, vâng. Chắc là câu hỏi này cho anh Tùng nha. Dạ, vâng, cảm ơn anh Khoa. Cái anh đang nói là về cái gọi là về mặt thương hiệu và PR sử dụng cho các người bán hàng tại thị trường Trung Quốc. Thực ra cái câu chuyện đấy nó nằm ở cái độ là độ sẵn sàng của thị trường. Có nghĩa là chúng ta đang trong đa số các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp chưa lên sàn, thì chúng ta đang trong cái giai đoạn là chúng ta làm quen với lại là thương mại điện tử. Vì thế các nỗ lực hiện tại của chúng tôi là đang xây dựng ra những cái chương trình, những cái động lực để các doanh nghiệp lên trên sàn, và tập trung vào giai đoạn là khi doanh nghiệp lên trên sàn chúng ta làm những cái bước đầu tiên như thế nào, đi từ 0 lên 1 và từ 1 lên 10 và 10 lên 100 ra sao, bằng cách là các chương trình tư vấn 1-1. Và cụ thể hơn đối với thị trường Việt Nam, như tôi cứ nói đi nói lại cái gói Verify đấy ạ, là bởi vì đấy là cái mà chúng tôi thấy sẽ cần thiết hơn hết cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lúc này. Thay vì những cái gọi là những cái công cụ như là PR, những cái hoạt động đó, những cái công cụ như vậy thì Alibaba.com chắc chắn là sẽ triển khai cho thị trường Việt Nam tại những thời điểm sẽ phù hợp để có thể các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng một cách hiệu quả nhất. Bởi vì trong những cái thị trường khác, ví dụ như là anh có lấy ví dụ của thị trường Trung Quốc, thì sẽ có những công cụ khác nữa, những tính năng khác, và hiện tại chúng ta vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm tại Việt Nam, và chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ phải dùng hết thôi. Bởi vì lúc đấy chúng ta sẽ nâng, quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cái tầm hoạt động cũng như là cái sự am hiểu về các công cụ thương mại điện tử, để đến cái lúc đó khi chúng ta có công cụ rồi chúng ta tận dụng được nó. Chứ chúng ta nói nôm na là chúng ta không bỏ cái đất trống đấy, chúng ta không xây cửa hàng mà chúng ta để nó xây cỏ đấy ạ. Thì hiện tại là tôi nghĩ là đối với các doanh nghiệp mà đã đang trong cái quá trình mà đã am hiểu rồi, chúng ta sẽ tận dụng những cái công cụ mới mà Alibaba sẽ triển khai trong năm 2022 này, và chúng ta đi theo cùng một cái lộ trình để bứt phá ra thị trường. Và tôi rất là vui bởi vì anh Khoa đã giống như kiểu là đi vượt qua cái hiện tại là cái mặt bằng chung của cái thị trường rồi, và chúng ta đang tìm kiếm tới những cái sản phẩm khác nữa, những cái tính năng khác của Alibaba.com. Thì tôi hy vọng là trong thời gian tới thôi, và tôi có thể đảm bảo là trong thời gian ngắn nữa, thì chúng ta sẽ có trải nghiệm thêm những cái sản phẩm nữa. Vâng, cảm ơn anh. Vâng ạ, cảm ơn anh Tùng. Và lúc nãy hình như là Phương Thảo có nhớ là chị Thúy có một câu hỏi mà khán giả gửi về, nhưng mà chắc là dành cho anh Tùng đúng không, về cái thủ tục mà khi mình tham gia trên sàn Alibaba. Cùng với đó là Phương Thảo thấy luôn là các doanh nghiệp cũng hỏi thêm là về chi phí lên sàn, và đặc biệt là trong giai đoạn này thì mình có ưu đãi gì đặc biệt không ạ? Vâng, thì tôi xin trả lời trước về cái điều kiện để lên sàn, bởi vì tôi không trả lời câu đấy bởi vì là chị Thúy gần như đã trả lời xong rồi, là
giống như kiểu tôi nhớ là hình như là có cái nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ cách đây năm 1999 là quy định là các doanh nghiệp nào được xuất khẩu thì là tất cả các doanh nghiệp được xuất khẩu. Tùy theo cái gọi là cái mặt hàng, nhưng mà đa số những cái mặt hàng chung là sẽ không có yêu cầu gì về cái mặt giấy phép hoặc là giấy phép kinh doanh và đăng ký ngành hàng để xuất khẩu cả. Nên thế cái điều kiện đầu tiên là chúng ta thành lập doanh nghiệp, chúng ta có mã số thuế và chúng ta có hoạt động kinh doanh và sản xuất đúng. Và cái đó là cái điều kiện để mà lên trên sàn, là chúng ta đang có những cái hoạt động sản xuất kinh doanh như thế. Còn để cụ thể hơn ấy, là để chúng ta thành công trên sàn như thế nào thì đó là những cái trường hợp mà chúng tôi sẽ tư vấn rất là kỹ, là xem cái năng lực hiện tại của doanh nghiệp ra sao, chúng ta bố trí nhân lực như thế nào, chúng ta sản phẩm hiện tại của chúng ta về mặt đóng gói, về mặt bao bì, về mặt chất lượng sẽ phù hợp cho thị trường nào nhất. Và còn cái để trả lời cái phần thứ hai của câu hỏi về mặt chi phí cũng như là mặt ưu đãi, thì hiện tại là đối với đúng trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đang có một cái ưu đãi rất là tốt cho các doanh nghiệp ở trên sàn. Và nên thế các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên sale đang làm việc trong ngày, đang liên hệ và đang gọi là giữ contact với các anh chị đấy ạ, thì các bạn sẽ tư vấn rất kỹ, bởi vì cái giá trị của cái gói thành viên đó nó sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu hiện tại. Chúng ta muốn một cái gọi là tích xanh hay là chúng ta muốn thử xem cái thương mại điện tử như thế nào, chúng ta muốn làm gì, với lại là cái mục tiêu của chúng ta khi lên sàn như thế nào, thì chúng ta sẽ có được một cái gói nó phù hợp. Cái đấy thì là tôi nghĩ là sẽ phù hợp nhất khi mà chúng ta hiểu được cái nhu cầu cũng như là cái đầu tư của doanh nghiệp khi chúng ta lên sàn. Vâng ạ, cảm ơn anh Tùng. Và ở đây thì chúng ta còn một câu hỏi nữa liên quan đến kế hoạch tương lai. Thì doanh nghiệp có hỏi rằng là Alibaba có kế hoạch xây dựng nhiều triển lãm trực tuyến online expo trong thời gian sắp tới hay không ạ? Bây giờ cũng là tháng 3 rồi, thì là hiện tại Alibaba đang chạy một cái chương trình triển lãm trực tuyến lớn, có thể gọi là lớn nhất sàn trong năm, đó là chương trình March Expo. Những chương trình này thì các gọi là các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đang ở trên sàn đạt được 1 sao thì đều có thể được tham gia, nhưng mà phải đăng ký từ trước. Và có một cái đợt nữa được đến cuối năm nay, gần cuối quý 3 của năm nay, đó chính là đợt Super September, cũng là một chương trình nữa. Tuy nhiên đấy không phải, đấy là chỉ là 2 chương trình lớn nhất thôi ạ. Còn có những cái chương trình về ngành dọc nữa, chẳng hạn như là về thực phẩm và đồ uống, về gọi là in ấn đóng gói, và những cái ngành hàng như là về nông sản, nông nghiệp, thì xen giữa những cái tháng đó là chúng tôi đều có những cái hội chợ ngành hàng cụ thể như vậy. Thì các anh chị cứ lên trên sàn thương mại điện tử alibaba.com và chúng ta truy cập và chúng ta có thể nhìn thấy được cái lịch luôn. Còn đối với các anh chị đang tìm hiểu cái thời gian lên sàn cụ thể như thế nào thì tôi nghĩ là chúng ta phải gọi là làm việc ngay với các bạn nhân viên của Alibaba để chúng ta có thể hiểu được cái gọi là cái thời điểm như thế nào để thuận lợi nhất cho chúng ta lên trên sàn. Vâng ạ, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đúng với chương trình ngày hôm nay thì là bây giờ thì chúng ta kết thúc cái buổi tọa đàm ở đây. Mời các vị đại biểu trở lại với chỗ ngồi. Nhưng mà Phương Thảo xin phép được là giữ các vị đại biểu ở đây để chúng ta cùng chào khán giả. Với cái thời lượng thì rất là ngắn của chương trình thôi, trong một buổi sáng chúng tôi biết rằng là có rất là nhiều thông tin mà quý vị diễn giả, các vị khách mời muốn chia sẻ với các doanh nghiệp. Và đồng thời các doanh nghiệp thì cũng có rất là nhiều những thắc mắc. Cho nên là chúng tôi cũng xin phép được thông tin lại là chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những ý kiến, thắc mắc, câu hỏi của quý vị thông qua QR code của chương trình, và chúng tôi sẽ tổng hợp lại và chuyển về cho các vị khách mời, các vị đại biểu có trách nhiệm để trả lời những câu hỏi này, làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu cao nhất của tất cả quý doanh nghiệp. Và chúng ta cũng thấy rằng là ban tổ chức thì rất là trân trọng những cái thời gian mà quý vị đã dành cho ban tổ chức cho hội nghị ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ xin phép được liên hệ với quý vị cụ thể qua những email mà quý vị để lại, để trong những cái hoạt động sắp tới, những cái buổi tập huấn thì chúng ta có thể được gặp lại nhau. Và với phần hồi đáp vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình hội nghị ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại, chúng ta là chương trình hội nghị quốc tế xuất khẩu trực tuyến qua nền tảng thương mại điện tử alibaba.com lần thứ 2, nhịp cầu xuyên biên giới Virtual Acceleration. Và ban tổ chức rất là cảm ơn, lời cảm ơn chân thành dành đến quý vị khách mời đã dành thời gian quý báu đến dự với chương trình. Nếu các vị ở đây có nhu cầu tư vấn thêm về xuất khẩu qua alibaba.com thì mời quý vị sẽ liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua mã QR code như đã thông tin và gửi câu hỏi về để chúng tôi có thể được tiếp tục phục vụ kết nối với quý vị. Đến đây thì là chương trình cũng xin phép được khép lại. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị và xin chúc một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Rất cảm ơn các vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn chị Minh Thúy rất nhiều, chị Yến Phi, chị Hải Yến và cảm ơn anh Tùng.
Xin chào tạm biệt quý vị và kính chúc sức khỏe ạ.